Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn món là cà tím cuộn đậu hũ sốt cà chua nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn là đầu tiên là nguyên liệu thì mình dùng chọn 2 thanh đậu này, một quả cà tím, cái quả tím mình phải chọn những quả là dài nhé. Rau mùi này, hành này, hành và bánh bừa băm nhỏ này, đây là nấm hương nhé, nấm hương mình cũng băm nhỏ nhé, mình ngâm rửa sạch xong rồi mình sẽ băm nhỏ. Cà chua thì mình rửa sạch mình thái nhỏ đi nhé. Và kia gia vị thì mình có hạt nêm chay này, đường này, nước tương và hạt tiêu. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm sơ chế cà. Cà đây các bạn nhé, cà thì mình chọn cà dài thì mình sẽ một là lấy dao mình thái lát, hai là mình lấy cái này mình sẽ làm như thế nhé. Và mình chuẩn bị một chậu nước nhé, ngâm muối đây, mình thấy như thế này, và mình chuẩn bị một chậu nước muối loãng, mình ngâm vào luôn khỏi cà không bị thâm đen nhé. Đó, các bạn thấy mình đây, mình lấy cái này mình làm nhé, mình ngâm vào nước muối luôn. Đây các bạn nhé, cà mình đã ngâm vào muối loãng nhé. Và bây giờ mình sẽ mình cho đậu vào bát cơm nhé. Đây cho nấm vào luôn. Mình cho vào một ít đường này, cho vào một ít hạt nêm chay nhé. Mình xong nhuyễn thì đậu với các cái gia vị với nấm hương nhé. Bỏ dầu vào và đi sau đó chúng ta bỏ hành vào, khi hành thơm lên chua vào. Trong lúc để chờ cà chua chua nó nhuyễn thì mình sẽ đi gói đậu hũ với cà tím ấy. Cà tím mình đã rửa để ráo nước ấy, mình ngâm khoảng tầm nước muối khoảng tầm 3 phút thì mình rửa ráo để được ráo mới nhé. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành gói. Đây, thấy chúng mình giải ra như thế này nhé. Các bạn gói cho chặt tay vào nhé.
cà chua mình đã nhuyễn thì mình thêm một ít nước lạnh vào nhé. Còn nếu mà ai muốn ăn ngọt thì thêm một tí đường vào cà chua này nhé. Cho cà chua thật nhuyễn nha. Cho một tí hạt nêm vào. Một tí đường. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đậu mình đã cuộn đây, thì bây giờ mình sẽ bỏ vào để sống. Chúng ta bỏ đậu, chúng ta bỏ nhẹ nhàng nha, vì mình cái lớp này mình không cột dây nên là mình phải bỏ nhẹ nhàng vào. Mình phải bỏ nhẹ nhàng nó bung ra, không cột dây á. Ta cùng thề chúng ta rưới cái nước cà chua lên nhé. Khi dưới mấy cái tu lên thì mình sẽ cho vào một ít nước tương. Mình cho nước tương vào. Và chúng ta đun khoảng tầm 5 phút là chúng ta sẽ được món này nữa.